Chuyển sang tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Theo Times of Israel, mới đây Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã tới thăm vùng Kiryat Shmona gần biên giới Liban, nơi hầu hết cư dân đã phải sơ tán vì những vụ pháo kích của Hezbollah. Ông Ben-Gvir tuyên bố, chúng ta không thể chấp nhận việc lãnh thổ của mình bốc cháy, người dân bị thương và buộc phải di tản. Toàn bộ lãnh địa của Hezbollah cần bị thiêu rụi, đó là công việc của quân đội Israel. Cùng với đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tập kích dọc biên giới phía Bắc với Liban. Vào ngày 3 tháng 6, nhiều khu vực ở miền Bắc Israel đã đặt trong tình trạng báo động bởi những đám cháy lớn bùng phát sau các cuộc pháo kích của Hezbollah. Quân đội Israel sau đó đã tiến hành tập kích đáp trả nhắm vào các cơ sở của Hezbollah tại miền Nam Liban. Ở chiều ngược lại, phó lãnh đạo Hezbollah Seyed Naim Qassem nói rằng lực lượng này không muốn mở rộng xung đột nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Theo một báo cáo cập nhật từ phía các quan chức Israel, tổng cộng 43 người Israel bị bắt giữ trong đợt tập kích ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas qua biên giới nước này được cho là đã chết và còn khoảng 80 con tin khác đang được giam giữ tại Gaza. Dẫn báo cáo của lực lượng phòng vệ Israel, kênh truyền hình RT đưa tin, 4 con tin là Chaim Peri, Joram Meziger, Amiram Cooper và Nadav Popplewell đã được thêm vào danh sách các con tin tử vong. Những người này được cho là bị giết chết tại thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza cách đó vài tháng. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari thừa nhận, vào thời điểm những con tin này bị sát hại, lực lượng quân đội Israel đang hoạt động trong thành phố. Cả 4 con tin đều đã từng xuất hiện trong những đoạn video Hamas công bố về những người đang bị giam giữ. Về phần mình, phong trào Hồi giáo Hamas cho hay ít nhất 1 con tin trong số trên tử vong vì vết thương trong cuộc không kích của Israel và Gaza. Hiện số con tin còn sống và đang tiếp tục bị giam giữ là 80 người, song các quan chức Israel bày tỏ lo ngại con số thực tế và trong tương lai có thể thấp hơn. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington và thảo luận về những nỗ lực nhằm giảm thiểu xung đột ở dải Gaza. Theo thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Matthew Miller cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Blinken bày tỏ cảm ơn đến Tổng thư ký Guterres vì sự ủng hộ công khai của ông Guterres đối với đề xuất thỏa thuận nhằm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, đảm bảo giải phóng tất cả con tin và chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza. Bộ trưởng Blinken nêu rõ tầm quan trọng của việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên tiếng kêu gọi thực hiện thỏa thuận này ngay lập tức. Ngoại trưởng Blinken và Tổng thư ký Guterres cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc vận chuyển hàng viện trợ đến người dân ở Gaza. Trong ngày 4 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Algeria Ahmed Attaf để trao đổi quan điểm về đề xuất ngừng bắn và thả con tin do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hồi cuối tháng 5 nhằm giải quyết xung đột ở dải Gaza. Ngoại trưởng Algeria nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm bắt các cơ hội mà đề xuất mang lại để đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza và hướng tới một giải pháp cuối cùng, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đề xuất này sẽ cho phép tăng cường hỗ trợ nhân đạo, đưa những người phải di rời trở lại các khu vực trên khắp Gaza, cũng như khởi động các nỗ lực tái thiết quốc tế.